Hello xin chào tất cả quý anh chị. Lại gặp lại tất cả mọi người trong những cái chuỗi ngày rất là mệt mỏi của thị trường chứng khoán Việt Nam. Đấy, em đánh giá là đây là một trong những cái nhịp rơi rất là mạnh và nó kéo dài, nó ảnh hưởng cực kỳ lớn đến những yếu tố về tâm lý và ảnh hưởng cực kỳ lớn đến khả năng ra quyết định của quý anh chị, đúng cả nhà. Và hôm nay chúng ta lại tiếp tục chứng kiến một cái phiên phục hồi như các phiên phục hồi trước và cái phiên phục hồi này nó đi kèm với một cái thanh khoản rất là thấp. Nó thể hiện cho cái thái độ rất là nghi ngờ thị trường trong cái bối cảnh mà thị trường lao dốc ở trong cái thời gian vừa qua đúng không? Trước đó chúng ta phải nhìn nhận là thị trường nó có một cái cú đảo chiều từ 1250 xuống tới cái vùng đâu đó khoảng loan quanh vùng 1001 rất là nặng. Đấy, nó rơi đâu đó khoảng 150 điểm trong một cái khoảng thời gian rất ngắn và rất nhiều những cái cổ phiếu trên thị trường nó nằm sàn liên tục. Vậy thì trong cái video ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau đi phân tích xem liệu cái cái phiên ngày hôm nay là một cái viên phục hồi thanh khoản thấp cũng như là không được đóng cửa cao nhất phiên như thế này. Nó là biểu hiện cho cái vấn đề đó chính là một cái cây bull trap hay là một cái nhịp test của thị trường. Cũng chào mừng tất cả quý anh chị em đã quay trở lại với kênh đầu tư nghiêm túc ông Toàn Vlog. Thì uh, trong mấy ngày hôm nay thì cũng không có cái thời gian để lên nói chuyện với anh chị về cái thị trường này bởi vì em uh, có mắc một vài cái công việc cá nhân cũng như là chăm sóc cho cái hệ thống khách hàng trong cái bối cảnh mà thị trường nó lao dốc như thế này á thì em vẫn tổ chức cho nhà đầu tư những cái buổi đào tạo về những cái kỹ năng cũng như là cái cách nhìn nhận của thị trường trong cái bối cảnh thời điểm hiện tại. Và trong cái video ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng đi tìm hiểu cái thị trường nó như thế nào nhá đánh giá về cái thị trường chung á cả nhà thì mọi người sẽ thấy hôm nay thị trường nó chạm về một cái vùng gọi là em gọi nó gọi là cái vùng cứ điểm cực kỳ quan trọng của thị trường chung đó chính là những cái vùng MA50 khi mà thị trường của chúng ta nó chạm về những cái vùng biên dưới trong cái quá trình sideways up đi lên đấy mọi người hình dung nào trong cái video trước em có chia sẻ cho nhà đầu tư về một cái góc nhìn về cái việc mà thị trường của chúng ta nó có một cái vùng biên vùng biên phối hợp cái vùng biên tích lũy, vùng biên hấp thụ trong một cái xu hướng lên và khi thị trường của chúng ta nó tạo ra một cái vùng tích lũy ở cái vùng biên dưới thì nó đã tạo ra một cái quá trình up trên gọi là up trên trong vòng ngắn hạn khi mà thị trường nó kéo thẳng một phát về cái vùng phía trên đâu đó nó tạo ra cho chúng ta 3 tháng kiếm tiền rất là tốt và trong cái 3 tháng kiếm tiền này thì em nghĩ là anh chị em cũng kiếm được khá khá Tuy nhiên là khi thị trường của chúng ta nó chạm về những cái vùng biên trên như thế này nè Nó lại tạo ra một cái dạng mô hình về hai đỉnh trước khi mà nó có một cái pha đảo chiều Một cái pha đảo chiều nó rơi thẳng về cái biên dưới luôn cả nhà Và tới ngày hôm nay thì nó chính thức nó chạm về những cái vùng biên dưới Tuy nhiên là gì? Tuy nhiên là với cái cách mà nó phục hồi như thế này thì chúng ta sẽ có góc nhìn rất đặc biệt đối với cái thị trường thời điểm hiện tại. Thì trong cái trong cái trong cái phiên ngày hôm qua khi mà thị trường của chúng ta nó bị bán tháo sau một cái chuỗi ngày bị mất về thanh khoản á thì em có đưa ra cho nhà đầu tư một vài cái nhận định đặc biệt là các nhà đầu tư trong các hệ thống ví dụ như hệ thống cộng đồng ông toàn vlog này, hệ thống học viên cũng như là hệ thống khách hàng á, thì em đưa ra quan điểm đó chính là cái phiên hôm qua là một cái phiên test đáy của thị trường chung nó test lại cái vùng đáy trước Đấy, vì sao em lại đưa ra cái cơ sở đó chứ không phải quan điểm em lại làm một cái phim bull Vì sao vậy cả nhà? Bởi vì á, nó không đơn thuần là một cái phim bull trap đâu mà đa phần các cổ phiếu trên thị trường nó đều rơi vào những cái trạng thái về tết đáy. Đấy, bây giờ em sẽ lấy cho nhà đầu tư một vài cái ví dụ để em chứng minh cho nhà đầu tư là thời điểm hiện tại thị trường của chúng ta nó đang có những cái dấu hiệu về tết đáy chứ không phải dấu hiệu về bull cháp. Đấy. À, nói thêm về cái thị trường ở thời điểm hiện tại nữa em có một vài cái quan điểm như sau này anh chị. Thứ nhất khi thị trường nó lao dốc ở những cái vùng này nè nó xuất hiện những yếu tố tin tức cực kỳ xấu này kia các thứ đúng không? Và nó xảy ra một những cái hiện tượng ví dụ như là cool margin, những cái kho. Và những cái kho đó là những cái kho mà nó cho vay với tỷ lệ đồng bảy rất là cao. Nên cái vấn đề mà cái cái tỷ lệ vay nó chạm những cái tỷ lệ ngưỡng quản trị rủi ro đó, nên là nó sẽ phải cắt lỗ sớm. Và trong trong những cái nhịp giảm đầu tiên này, này thì nó không xuất hiện những yếu tố ví, dụ như là cool margin ở các công ty chứng khoán. Tuy nhiên là ở cái nhịp này là cả nhà thì nó lại xuất hiện những yếu tố cool margin ở các công ty chứng khoán và ngay cả bản thân hệ thống khách hàng của ông Toàn Vlog cũng xảy ra một vài cái trường hợp nhà đầu tư cá nhân bị cool margin khi mà khi mà em được nhận thông báo về cái việc mà cool margin ở một vài cái tài khoản của quý anh chị đúng không? Vậy thì ở thời điểm hiện tại nếu mà thị trường nó tiếp tục nó đảo chiều nó đi xuống thậm chí là nó phá vỡ những cái vùng đáy này thì sẽ xảy ra một cái yếu tố gọi là cool margin tiếp theo cho nhà đầu tư Tuy nhiên cái vùng cool margin đó liệu nó có thể xảy ra hay không Thì em đánh giá là cái kịch bạc nó nó không quá cao đâu cả nhà Bởi vì sao? Bởi vì thứ nhất á Thị trường thời điểm hiện tại cái lượng mà căng margin nó không không đáng bao nhiêu Đấy, theo một vài cái nguồn tin mà em nắm cũng như là một vài cái vấn đề mà em biết trên thị trường á thì cái lượng mà zin ở các công ty chứng khoán thời điểm hiện tại thì nó không có bao nhiêu cả nó rất là ít nó ở mức rất là thấp và đặc biệt là nhà đầu tư cá nhân hoặc là những cái nhà đầu tư ở trong các hệ thống đặc biệt là công ty chứng khoán vb Band S mà em đang đang làm đi thì em thấy là cái lượng tiền nó còn cực kỳ nhiều tiền mặt ở bên ngoài cả nhà và sẵn sàng chơi giải ngân vào thị trường á nó cực kỳ nhiều luôn Đấy nên là chúng ta không phải quá lo lắng về cái yếu tố cool margin ở cái thời điểm hiện tại. Đó là yếu tố thứ nhất. Yếu tố thứ hai em sẽ chứng minh cho nhà đầu tư về cái vấn đề là thị trường của chúng ta nó là tết đáy hay là bún chạp. Đầu tiên em sẽ đi phân tích cho nhà đầu tư về cái phân khúc dòng tiền về những cái dòng cổ phiếu. Ví dụ như đầu tiên em chia sẻ cho nhà đầu tư về cái dòng chứng khoán là cái dòng chủ đạo mà hệ thống ông Toàn Vlog đánh trong cái giai đoạn vừa rồi, hay còn gọi là cái sóng ngành leader trong cái chu kỳ uptrend khoảng 3 đến 5 tháng vừa qua. Đúng cả nhà thì cái dòng chứng khoán này lấy đại diện cho anh chị về cái cổ phiếu về ssi đi đấy thì mọi người thấy một cái vấn đề gì khi mà thị trường của chúng ta nó lao dốc từ cái mô hình hai đỉnh nó rơi xuống á, thì những cái cổ phiếu này gần như nó đang ở phía trên. Nó vẫn đang ở phía trên, nó vẫn giữ được cái trend xuống đi lên rất là mạnh. Và trong cái phiên ngày hôm qua mặc dù nó giảm rất là mạnh nhưng mà hôm nay nó nhanh chóng nó phục hồi và nó lấy lại cái mức điểm số mà hôm qua nó bị mất. Trong khi thị trường của chúng ta nó chỉ phục hồi một mức rất là nhẹ thì những cái cổ phiếu này nó có xu hướng phục hồi rất là mạnh. Vậy thì những cái phiên này nó mang tính chất là những cái phiên test về những cái vùng đáy trước về những vùng đá trước bởi vì sao em lại có một cái tư duy như vậy bởi vì anh chị khi mà đi phân tích một cái nhóm ngành đặc biệt là những cái nhóm ngành nó có một cái xu hướng đi lên và cái xung lực đánh nó là mạnh nhất thị trường á thì mọi người phải để ý những cái cổ phiếu top một thị trường em lấy ví dụ cho nhà đầu tư cái cổ phiếu top 1 thị trường như fts này ngày hôm qua mọi người thấy cái gì hôm qua em có nhắn trong cái room cộng đồng ông toàn vlog á là anh chị có thấy cái gì không thứ mà tôi đang thấy đó chính là những cái phiên test này của FTS này cả nhà. Khi mà nó tạo ra những cái vùng đáy sau cao hơn đáy trước, mặc dù thị trường của chúng ta nó xảy ra một cái phiên gần như là chết đến nơi, đúng không cả nhà? Tuy nhiên là những cái cổ phiếu này, nó là những cái cổ phiếu nó tiếp cận đỉnh cái đỉnh cao nhất của nó. Và tới thời điểm hiện tại thì sau quá trình test này thì hôm nay nó tăng trần Điều này có nghĩa là gì? Điều này có nghĩa là những cái cổ, cái phiên này nè, gần như chắc chắn không phải là phiên bull trap đúng cả nhà làm gì có cái chuyện mà khi thị trường chung rơi nó rơi 3,6% khi thị trường nó phục hồi nó phục hồi giá tăng trần mà đây gọi là bull trap không đúng và nó đang tạo cho chúng ta một cái xu hướng là đáy sau cao hơn đáy trước và trên thị trường thời điểm hiện tại em chia cho anh chị ba cái loại cổ phiếu loại thứ nhất là cái loại mạnh nhất gọi là cái loại FTS khi mà nó test được những cái vùng đáy sau cao hơn đáy trước thì mọi người nhìn thấy thấy sao thế có phải là test không hay là bull trap làm gì có cái chuyện mà bull trap mà đáy sau cao hơn đáy trước như thế này phiên giảm điểm mạnh như thế này mà nó giảm 3,6% phiên sau thì nó kéo trần đúng không chúng ta phải khách quan với nhau như vậy và trong chứng khoán là một trong những cái dòng mà hệ thống của chúng ta là gì là đang nắm giữ chủ đạo và đặc biệt cái cổ phiếu FTS nè em chỉ cho anh chị nào hệ thống chúng ta mua những cái điểm này Đấy, đặc biệt khi mà đánh sóng ngành chứng khoán mà khi thị trường nó rơi 55 điểm á thì em lưu tiên gọi là gì? Um, lưu ý đặc biệt cho quý anh chị đánh những cái cổ phiếu về dòng chứng khoán. Ví dụ như fs những cái điểm mua thế này nè. Mọi người nhìn thấy cái gì? Khi mà thị trường của chúng ta nó rơi thậm chí là thủng luôn cái vùng đáy này nè, thủng luôn thủng sâu chứ. Mà những cái cổ phiếu nó đang ở vùng đỉnh, nghĩa là nó đang mạnh hơn thị trường một bậc. Thì cái câu chuyện ở đây nó không phải là cái việc mà mà thị trường nó rơi khi nào mà là cái vấn đề là anh chị đang ôm cổ phiếu như thế nào và cái cách hành xử của cái cổ phiếu anh chị đang ôm nó là cái gì vậy thì video ngày hôm nay em sẽ chia sẻ cho nhà đầu tư về ba cái góc nhìn nhận về ba cái dạng cổ phiếu dạng thứ nhất là cái dạng mạnh nhất khi mà nó tạo ra những cái vùng đáy sau cao đáy trước như thế này và nó đang có những cái dấu hiệu rất có khả năng vượt đỉnh mà trong các video trước em đã chia sẻ cho anh chị là những cái cổ phiếu này ờ, cái việc mà phục hồi nó gần như là đương nhiên và cái việc khi mà nó phục hồi tới ở cái thời điểm này nè nó rất dễ xảy ra những cái phiên bùng nổ thậm chí là vượt luôn cái đỉnh trước anh chị nhé vượt luôn cái đỉnh này nè đấy nên là mọi người cũng phải lưu ý giúp em là chả có cái thị trường bull trap nào mà các cổ phiếu nó tạo ra những cái vùng test đáy rất là đậm đặc như vậy anh chị lưu ý tiếp theo nè em chỉ cho nhà đầu tư một vài cái nhóm cái cổ phiếu mà nó thuộc dạng mạnh hơn và nó nằm ở phía trên ví dụ như BSI này sorry cả nhà nhập cái gì mà nó thắt ra hôm nay thì cái sức khỏe em không được tốt cái giọng nó hơi yếu cả nhà mọi người thông cảm ví dụ BSI này mọi người thấy cái gì nó nằm ở phía trên nó cũng cái cách đánh nó cũng tương tự như FTS và nó cũng tạo ra một cái dạng gọi là đáy sau cao đáy trước mặc dù hôm qua nó nằm sàn nhưng hôm nay nó lấy lại một cái phiên trần ngay và luôn điều này nó chứng tỏ một cái vấn đề đó chính là thị trường các cổ phiếu này nó đang lợi dụng cái điều kiện thị trường mặc dù cái đáy sau của thị trường nó thấp hơn đáy trước nhưng mà những cái cổ phiếu này nó đang hình thành những cái đáy cao hơn nghĩa là nếu trường hợp những cái thị trường này nó còn tiếp tục rơi đi chăng nữa thì các cổ phiếu này nó đang xuất hiện những cái vùng đáy nhất định nó giống như hồi xưa cả nhà nó giống như thế này nè hồi xưa em nhìn nhận một cái thị trường nó không phải buôn cháp á nó đến từ rất nhiều những yếu tố đặc biệt là những yếu tố về tạo đáy của các cổ phiếu ví dụ như cái thời mà em đánh sóng bất động sản ở đây nè thời đó em mua phiên này mua HTC ở đây nè đấy mua xong rung cầm cập luôn Đấy, bởi vì sao? Bởi vì lúc đó thị trường nó còn xuất hiện sau đó một cái phiên rơi. Nhưng mà thời điểm đó mọi người phải để ý giúp em một cái một cái vấn đề cơ bản trên thị trường. Đó chính là có rất nhiều những cái cổ phiếu nó tạo đáy sẵn rồi. Vậy thì khi mà các cổ phiếu nó tạo đáy thì dù cái thị trường nó có rơi xuống đi chăng nữa thì các cổ phiếu đó nó cũng loanh quanh những cái vùng đáy vào đi lên. Ví dụ như thời điểm nó dòng bất động sản đa phần là tạo đáy hết. Ví dụ như DIG thời điểm đó nè. Mọi người thấy cái gì? Mọi người thấy cái gì? Khi mà thị trường nó rơi xuống thế này nè, rơi xuống thì cổ phiếu nó bắt đầu tạo đáy ở đây sau đó thị trường nó rơi tiếp thì cổ phiếu nó tạo đáy ở đây thị trường nó tiếp tục rơi ở đây cổ phiếu tiếp tục tạo đáy ở đây nó tạo ra một cái vùng đáy cứng ngắc như thế này này nó chỉ có có cái việc là gì nó rơi loanh quanh cái vùng này thôi điều này có nghĩa là gì điều này có nghĩa là nếu thị trường ở đây nó còn rơi tiếp nữa thì cổ phiếu này cùng lắm nó sẽ tạo thêm một cái đáy này ở đây nữa nghĩa là cái vùng đáy của cổ phiếu nó đã được xác lập rồi và nếu cổ phiếu nó không chỉ là một một anh à nhầm trên thị trường nó không chỉ là một cổ phiếu mà rất nhiều những cái cổ phiếu thì cuộc chơi nó khác ví dụ thời điểm nó có nam long này mọi người thấy gì không khi mà thị trường rơi thậm chí là cái cổ phiếu này nó còn không thèm rơi nữa bởi vì sao bởi vì nó đã tạo đáy thành công rồi anh chị đáy một nè đáy hai này và những cái đáy này là những cái đáy mà được dòng tiền nó kiểm chứng không còn rơi được nữa trước khi mà nó bắt đầu nó đi lên cho một cái chu kỳ tiếp theo Mọi người phải hình dung như vậy Nên là ở thời điểm hiện tại chúng ta thấy rất nhiều những cái cổ phiếu nó đang test lại những cái vùng đáy của nó Và tạo ra những cái vùng phân kỳ đáy sau cao đáy trước như vậy Thì cái vấn đề của thị trường ở đây à, Em đánh giá là dù thị trường nó có điều chỉnh hoặc là nó có thêm rung lắc Thì các cổ phiếu tạo đáy nó vẫn sẽ tạo đáy Bởi vì vùng này là cái vùng cực kỳ phù hợp Và nó đã được kiểm chứng ở những cái vùng đáy Đấy quay trở lại cái dòng chứng khoán đi Ví dụ như là FTS này mọi người nhìn nè Ừ, vì sao em lại kêu là vì sao hôm qua em lại lại đánh giá thị trường này là một phiên test đang không phải phiên bull trap bởi vì những cái cổ phiếu như thế này nè, mọi người thấy cái gì? Mặc dù khối lượng nó cực kỳ cao nhưng gần như nó không giảm. Bởi vì sao? Bởi vì nó không thể giảm được nữa. Trong cái bối cảnh thị trường nó xấu như vậy, trong bối cảnh cái ngành của nó, ví dụ như là trong ngành nó có những cái cổ phiếu như VCI này, nó còn phá đáy hay là VND nó còn phá đáy dưới. Vậy tại sao những cái cổ phiếu như là FSS nó không phá đáy mà nó còn uh, không thèm giảm anh chị? Bởi vì cái đáy nó đã được xác lập rồi Đấy nên là cái vùng này không phải là những cái vùng bull trap của nó Mọi người lưu ý với em cái vấn đề đó Nên là thị trường này nó rất dễ để tạo đáy trong cái bối cảnh thời điểm hiện tại Bởi vì không chỉ một mình FTS mà có rất nhiều những cái cổ phiếu trên thị trường nó cũng làm cái điều tương tự Ví dụ như là MBS này Đấy mọi người thấy gì không Nó tạo ra những cái vùng đáy sau cao hơn đáy trước Đấy, hôm qua nó giảm đâu đó khoảng 6,4, hôm nay nó tăng 5,3% và lấp luôn cái phiên giảm ngày hôm nay đó là một cái tín hiệu rất là tích cực cho chúng ta nhìn nhận cái góc độ là à, mặc dù nó bị băng tháo khối lượng rất là lớn tuy nhiên là gì tuy nhiên là à, tuy nhiên là nó đang có dấu hiệu đó chính là mạnh hơn thị trường và đặc biệt nó nằm ở cái xu cái xu hướng đi lên của một cái, một cái một cái một cái một cái cổ phiếu và một cái cổ phiếu nằm ở xu hướng đi lên thì lúc nào nó cũng là những cái cổ phiếu mạnh hơn và chúng ta phải đáng lưu tâm mọi người lưu ý nhé tiếp theo nè đây là những cái dạng cổ phiếu gọi là mạnh mạnh hơn thị trường hay là best i nhá đấy còn sau đó là chúng ta phải nhìn nhận những cái cổ phiếu mà mạnh ngang bằng với thị trường ví dụ anh à nhầm mạnh hơn nhưng mà nó có những cái vùng tạo đáy gọi là vùng tạo đáy đi ngang anh chị sẽ thấy là trên thị trường nó có rất nhiều những cái dạng cổ phiếu nó tạo đáy đi ngang như thế này khi thị trường của chúng ta nó có dấu hiệu phá đáy thì gần như cổ phiếu này nó chỉ tết lại những cái vùng đáy trước thôi đấy tết sâu hơn một tí thôi và nó nhanh chóng nó bật trở lại trong dòng này thì chúng ta có etf rồi có gì nữa cả nhà có etf có gì nữa Ereda có Agr nè, mọi người thấy không? Nó tết đáy nè. Hôm qua giảm sàn nó còn không thèm thủng đáy trước. Đấy, mọi người nhìn, ví dụ như thị trường là bún cháp thì những cái cổ phiếu này ngày hôm nay nó phải rơi rất là kinh này cả nhà. Đấy, bởi vì sao? Bởi vì sau một cái phiên rơi như thế này nè, thì cổ phiếu nó đang chuẩn bị sẵn sàng cho một cú upper, upbo rồi. Nhưng mà cái vấn đề là cú upbo nó chưa xảy ra, nó không xảy ra. Và đặc biệt nó có một sự phân hóa trên cái ngày, trên cái ngành của nó, nên là cái vấn đề nó chưa xảy ra. Cái dạng đây là cùng cái cái dạng tương tự này cả nhà ví dụ như là hôm nay mọi người sẽ thấy đầu phiên sáng á, nó bị bán với một cái thanh khoản rất là cao nó bán đâu đó khoảng giảm 5 phần trăm về những cái vùng ví dụ như là vùng ma 100 ở đây là vùng 15 nó bán về vùng vùng 15 luôn anh chị và sau đó cổ phiếu này nó rút chân nó tăng lên đây có phải là tiếp tái hay không đấy rõ ràng đây rơi xuống này để tết đáy lại này mặc dù cái thanh khoản nó hơi cao nó tạo cho chúng ta những cái hiệu ứng về tâm lý cực kỳ lớn tuy nhiên cái hiệu ứng về tâm lý đó mới là những cái phiên test đáng tin cậy nhất bởi vì sao vậy cả nhà bởi vì phiên tết mọi người phải hiểu cái phiên tết nó là cái gì ý nghĩa của một phiên test đó chính là nó kiểm tra cung cầu và khi cái phiên tết đó mà bị băng tháo nghĩa là gì là đang có một cái lượng hàng nó chào ra thị trường đấy và trong cái bối cảnh mà có một cái lượng hàng chào ra thị trường đó bối cảnh là gì cực kỳ hoảng loạn của nhà đầu tư cá nhân và thị trường chúng ta đang đi xuống trong cái bối cảnh rất là nhiều tin tức xấu á. thì đây chính là những cái lượng cung lượng cung của nhà đầu tư cá nhân là chiếm đa đa số và trong một cái quá trình mà điều chỉnh của thị trường cũng như là điều chỉnh của cổ phiếu và đặc biệt là quá trình test đáy kiểm tra cung cầu á, thì cái việc của nhà đầu tư tổ chức đó chính là loại bỏ cái nhà đầu tư cá nhân ra khỏi cái vùng đáy của thị trường là cái điều cần thiết nhất và khi mà chúng ta thấy những cái điều đó xảy ra và cổ phiếu nó không giảm mà nó tạo ra những cái vùng củng cố như vậy chúng ta sẽ biết là gì sẽ có những cái hiệu ứng rất là tích cực đối với thị trường em lấy ví dụ cho nhà đầu tư về những cái giai đoạn trước đó cho mọi người hình dung được cái góc nhìn của em này. ví dụ như ở đây nè ở đây khi thị trường nó rơi xuống mọi người có nhớ cái phiên nào gần nhất thôi Đấy, chắc anh chị không quên được đúng không? Khi thị trường nó xuất hiện những yếu tố thông tin về bên Mỹ, các banh, um, em quên cha cái tên banh nào của Mỹ, banh nào của châu Âu phá sản cả nhà. Thì nó tác động tâm lý Dow Jones hoặc là các chỉ số châu Âu, thậm chí là em nhớ là chỉ số Milan hôm đó giảm 3-4%. Đấy. Và thị trường chúng ta chịu tác động rất là lớn ở đây. Tuy nhiên là các cổ phiếu đa phần là gì? Nó không giảm mà nó chỉ tạo ra những cái vùng đáy sau cao hơn đáy trước. Thời điểm đó là anh chị nhìn những cái cổ phiếu như FTS nè. Mọi người thấy cái gì? khi rủi ro xảy ra những cái cổ phiếu này tạo những cái vùng nó có điều chỉnh nó điều chỉnh nhưng mà cái vùng của nó là những cái vùng đáy sau cao hơn đáy trước và những cái thanh khoản rất là lớn như vậy trước khi nó bắt đầu một cái chu kỳ sóng mới đó là những cái yếu tố về kiểm tra cung cầu về tết đáy mọi người nhé và cái yếu tố về kiểm tra cung cầu về tết đáy như vậy nó gặp những cái bối cảnh mà thị trường xấu những cái tin tức xấu nó sẽ làm nổi bật lên cổ phiếu nó sẽ làm nổi bật lên gì nổi bật lên sức mạnh của tổ chức cái đó mới là quan trọng chứ cái cái chúng ta thấy chưa chắc đã là cái đúng trên thị trường ví dụ như mọi người ở thời điểm hiện tại anh chị sẽ thấy là gì tin tức xấu tràn ngập đúng không những yếu tố về tỷ giá tăng hay là những yếu tố về ví dụ như hôm qua Dow Jones nó giảm 400 điểm đi hoặc là những cái yếu tố thông tin xấu liên quan đặc biệt là cái việc mà ngân hàng nhà nước rút ròng tiền về á thì cái đó là những cái tin tức xấu và ảnh hưởng đến cái quá trình đầu tư của anh chị tuy nhiên mà nhìn một cách khách quan thì chúng ta phải đánh giá được cái độ rơi của dòng tiền ví dụ thời điểm hiện tại theo quán tính của thị trường nó rơi rất là mạnh nhưng mình nếu trường hợp các cổ phiếu nó tìm được một cái vùng đáy thích hợp ở đây này thì chưa chắc nó sẽ rơi tiếp mà đa phần là gì đa phần nó sẽ bắt đầu một cái chu kỳ mới ngay sau đó mọi người lưu ý đấy hay là những cái giai đoạn mà khi mà thị trường của chúng ta nó có những cái yếu tố thông tin cực kỳ xấu ở đây nè em nói thật với nhà đầu tư thời điểm đó chắc là trên thị trường chỉ có mình em mà hô thị trường nó up trên với một cái sóng ngành về bất động sản thôi chứ thời điểm đó là cả thị trường hô đao trên nó xuất hiện phiên này gần như là tắt tiếng hết và ngay ngày hôm đó thì cũng đón nhận những cái tin tức cực kỳ xấu từ thế giới mà em quên mất là tin tức gì mà sáng ngày hôm đó là em nhớ là sáng thứ hai á ngày 19 tháng 7 á, thì em có làm một cái video em phân tích cho nhà đầu tư về cái việc mà à, thị trường mặc dù nó rơi như thế này nhưng mà cái câu chuyện của nó là gì câu chuyện của nó là đa phần các cổ phiếu ví dụ thời điểm đó là em lấy ví dụ cho nhà đầu tư về công tích công banh đấy là sao là mặc dù nó rơi nhưng nó bị mất về thanh khoản anh chị lưu ý nè nó bị mất về thanh khoản đấy nghĩa là gì nó nghĩa là nó đang tiệm cận một cái nhịp phục hồi hay thời điểm nó có rất nhiều những cái cổ phiếu như vci nó rơi và bị mất thanh khoản này cả nhà rơi và mất thanh khoản này đấy ví dụ như những cái nhịp rơi mất thanh khoản này thường nó đang có dấu hiệu của một cái nhịp phục hồi nào đấy đấy nên là quan điểm của em khi thị trường chúng ta nó có những yếu tố test mặc dù nó rơi rất là sâu nhưng mà anh chị em phải đánh giá khách quan coi những cái nhóm ngành nào nó đang test như thế nào em lấy ví dụ cho nhà đầu tư để củng cố thêm cái quan điểm của hệ thống thời điểm hiện tại này ví dụ như là những cái cổ phiếu cts này nó đang test về đúng cái vùng đáy trước của nó đây là những cái vùng kiểm tra cung cầu rất là quan trọng. Và trong cái trường hợp mà khi mà cái cổ phiếu nó test như thế này với thanh khoản lớn như thế này này thì mọi người đừng có vội vàng lao vào cổ phiếu mà em khẳng định với quý anh chị những cổ phiếu này nó muốn quay trở lại, nó muốn lên hoặc là trên toàn bộ thị trường luôn thì bắt buộc nó sẽ xảy ra một cái quá trình test kéo dài nữa bởi vì cái thanh khoản thời điểm hiện tại nó rất là lớn. Và với cái thanh khoản lớn như vậy cái việc mà cổ phiếu nó phục hồi lên ngay đó không phải là điều tốt. Cổ phiếu không đi xa được đúng không? Cổ phiếu không đi xa được mà chủ yếu là gì? Chủ yếu là cái độ FOMO thì nó cứu dài thôi. Ví dụ MBS nè, mọi người nhìn cái thanh khoản này dù nó có bùng nổ lên nó cũng chả lên được nó nói như, như vậy cho anh chị hình dung. Còn cái điểm tết nó chỉ là điều kiện cần thôi. Điều kiện đủ đó chính là cái việc mà cổ phiếu này nó tết thành công hay không. Ví dụ những cái cổ phiếu như MBS nó muốn tết thành công hay không, thì mọi người nhớ giúp em một cái quan điểm rất quan trọng của những cái điểm tết. Điểm tết nó chính là cái vùng kiểm tra cung cầu. Ví dụ ở đây khi mà thanh khoản lớn mà giá cổ phiếu không còn giảm nữa, nghĩa là cung cầu ở đây nó đang được cân bằng. Đấy, tạo gọi là tạo một cái vùng cân bằng đi ngang đây này. Và để cái vùng cân bằng này được kiểm chứng và cổ phiếu nó muốn đi lên Thì cái vùng cân bằng của nó nó phải biến đổi trạng thái Từ cái vùng mà thanh khoản rất là cao sang vùng thanh khoản thấp Nhớ kỹ giúp em cái trường hợp đó Sang cái vùng thanh khoản thấp có thể là trong một vài phiên tiếp theo Hoặc là một vài tuần tiếp theo những cái cổ phiếu này Nó có thể loanh quanh cái vùng này một thời gian Để cho cái thanh khoản nó kiệt đi Thanh khoản nó thấp xuống thì lúc đó nó bắt mới bắt đầu quay trở lại Đấy, mọi người lưu ý giúp em trạng thái đó Và những cái cổ phiếu nào nó test những cái vùng đáy sau cao hơn đáy trước vượt trội Nhưng FTE này thì nó có xu hướng là gì? Lên trước, lên trước. Những cái cổ phiếu kia thì lên sau. Nên là trong bối cảnh thời điểm hiện tại, mọi người tuyệt đối không nên quá vội vàng đối với thị trường, bởi vì thị trường em thấy đa phần các cổ phiếu và thị trường nó còn thanh khoản rất là cao. Và với cái thanh khoản cao đó thì chúng ta phải cho nó thời gian để nó kiệt về thanh khoản. Lúc đó cung cầu nó mới được cân bằng và nó mới tạo ra được những cái cú chạy rất là mạnh sau đó. Mọi người lưu ý. Tiếp theo nè sẽ phân tích cho nhà đầu tư một vài cái nhóm ngành ví dụ như là ví dụ anh chị đang ôm những cổ phiếu như visa thì đây cũng là những cái điểm test đấy tuy nhiên là những cổ phiếu này nó có một cái dấu hiệu đó chính là cái vùng test này, này nó thấp nó test xu hướng đi xuống nó giống trong quá khứ cả nhà nó test giống ở đây nè nó test xu hướng xuống ví dụ đây nè đáy sau nè đây là đáy một nè hồi lên nè test rơi nè mọi người thấy không test rơi đây là phiên test của nó nè tuy nhiên là gì tuy nhiên là cái đáy sau nó thủng đáy đáy trước luôn và cái việc mà thủng như vậy thì bắt buộc á nó thể hiện cái vấn đề gì trong cái quá trình tết anh chị nó thể hiện là cái lượng cung nó cao hơn nhu cầu trong quá trình tết nó dẫn đến nó tạo ra những cái đáy sâu thấp hơn đáy trước thì thường á nó sẽ mất một quá trình tết về những cái vùng đáy dưới nữa để nó cân bằng cung cầu nên là khi anh chị ôm những cái cổ phiếu này tuyệt đối hạn hạn chế mua giá thấp đi bởi vì những cái cổ phiếu này nó sẽ có xu hướng là gì nếu thị trường tốt cổ phiếu cân bằng nó có thể tết sâu hơn một tí nữa ở vùng này loan quanh vùng ba ba tám này nó tết đi tết lại vùng này trước khi mà nó quay đầu nó đi lên đây là một cái nguyên lý rất quan trọng của thị trường ví dụ những cái những cái cổ phiếu nó đáy sau cao hơn đáy trước nè chứng tỏ là trong quá trình tết đó, cái nhu cầu nó cao hơn lượng cung và cái việc mà nhu cầu cao hơn lượng cung đó nó sẽ xảy ra một quá trình đó là gì là cái thời gian tết nó ít lại nè và cái những cái vùng mà đáy sau đó, nó sẽ cao hơn đáy trước nghĩa là cái vùng giá nó 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 sẽ đỡ thảm sát hơn còn những cái cổ phiếu như là VCI hay là VND trong cái quá trình à, tết đó, thì mọi người sẽ thấy là đáy sau nó thấp hơn này và cái thanh khoản nó còn cao nghĩa là những cái cổ phiếu này nếu mà nó muốn lên nó sẽ còn test ở vùng phía dưới này một thời gian nữa trước khi nó lên nhớ nha vùng phía dưới chứ không phải vùng phía trên mọi người phải lưu ý thật là kỹ giúp em những cái trạng thái đó còn trường hợp nếu mà những cái cổ phiếu dòng chứng khoán nó thực sự mạnh nó thực sự đột biến thì ngay ngày mai hoặc một vài phiên tới những cổ phiếu này nó sẽ xuất hiện những cái phiên bờ ở đây à, bờ đất rất là mạnh khối lượng to giá tăng mạnh rồi sau đó bắt đầu quá trình tái tích lũy nhớ nha không có cái trường hợp nào mà nó nó xuất phát cả đi lên ngay đâu nên là anh chị cũng phải lưu ý giúp em những cái kịch bản đó để mọi người sẵn sàng cho cái giai đoạn tiếp theo đó là ba cái trường hợp mà em chia sẻ cho anh chị về cái góc nhìn về tết đáy và trên thị trường nó có rất nhiều những cái cổ phiếu em hướng dẫn cho nhà đầu tư nè ví dụ như hdc mọi người thấy gì nó quay về nó test những cái vùng gọi là vùng giá vốn tổ chức cái vùng giá vốn tổ chức chính là cái việc mà tổ chức gom hàng và cái vùng này gọi là cái vùng tổ chức giá người ta mua này thì khi mà nó test ở đây này đáy sau thấp hơn đáy trước một tí này thì thường nó sẽ có nhu cầu gì có có một xu hướng là gì nó sẽ loanh quanh vùng này một thời gian đâu đó khoảng một vài tuần nè trước khi mà nó đảo chiều đi lên thì đây là cơ hội rất lớn cho quý anh chị và những cái cổ phiếu nó có xu hướng kiệt về khối lượng như thế này này một khi nó đi lên nó rất dễ bắt đầu một cái giai đoạn giai đoạn tăng tốc mới em lấy ví dụ cho anh chị trong các chu kỳ trước nè ví dụ như con con gì ta sale đi ha sale đi lấy ví dụ sale đi cho nó hấp dẫn bởi vì con này trong các chu kỳ trước nó tăng mạnh lắm tăng nóng lắm đấy mọi người nhìn nè sau một cái quá trình rơi của cổ phiếu thì gần như nó không tạo ra lực cung nữa và nó xuất hiện những cái yếu tố về tết đáy nè mọi người nhìn nè tết đáy nè đáy sau bằng đáy trước nè thì những cái cổ phiếu này thì nó chưa lên ngay đâu mà nó sẽ dập dìu một thời gian để nó tạo ra một cái vùng kiệt về thanh khoản nè vùng kỳ và thanh khoản này trước khi nó xuất hiện những điểm xác nhận thì đây chính là cái cái giai đoạn mà cổ phiếu nó bắt đầu nó xuất phát một cái chân sóng của nó đấy mọi người lưu ý đó xuất phát một cái chân sóng và cổ phiếu nó tăng rất là mạnh sau đó nên là mọi người cũng đừng có quá hoang mang dao động anh chị thấy không nó rơi nó test về đúng cái vùng gia vốn của tổ chức gọi là cái vùng nền trước đó nè đấy mọi người thấy hay không quay về test đúng cái điểm đó luôn nhìn lại con HDC coi mọi người thấy cái gì IC chả khác cái gì thì chủ yếu là gì chủ yếu là thời điểm nó còn sale cái biên độ dao động và cái độ lỏng của nó rất là lớn như HDC thời điểm hiện tại cái biên độ nó đỡ hơn ví dụ như biên độ của nó khoảng 30 phần trăm thì nó sẽ đỡ tốn thời gian hơn ví dụ như con sale nó tốn khoảng 3 tháng để nó quay về vùng đỉnh thì những cái cổ phiếu như htc thì nó mất khoảng 1 đến 2 tháng là cao Đấy, ví dụ như vậy thì đó chính là cơ hội cho anh chị trong cái giai đoạn tiếp theo đặc biệt là những cái cổ phiếu nó kiệt về khối lượng hay là trong dòng này thì chúng ta có những cái cổ phiếu như 55 Long nè Nam mọi người thấy cái gì cái thanh khoản của nó bắt đầu nó suy kiệt nhưng mà nó được một cái nó ở vùng phía trên và những cái cổ phiếu vùng trên đây này thì sao thì mọi người phải chú ý nó một chút đấy ví dụ như thanh khoản nó suy kiệt này thì những cái cổ phiếu này nếu nó test đáy thành công tạo ra một cái vùng kỳ cung rồi này thì kiểu gì đây cũng là chân sóng của nó nhớ kỹ giúp em thị trường nó điều chỉnh như thế này thị trường nó rủi ro như thế này là lúc mà mọi người phải nhìn ra những cái cơ hội thật là lớn trong giai đoạn tiếp theo giống như cái cách mà em chỉ cho anh chị cái sóng ngành về chứng khoán trong cách đây khoảng 5 tháng trời hồi tháng 3 tháng 4 đó cả nhà hồi tháng 3 đó, chứ không phải tháng a à, hồi tháng 4 chứ quên đấy và cái dòng chứng khoán mà hệ thống đánh nó in đó, tới thời điểm hiện tại thì gần như chả ai lỗ Đấy, nếu mà trong giai đoạn vừa rồi mà anh chị không đánh được cái dòng chứng khoán á, thì gần như anh chị không kiếm được tiền trên thị trường đấy và trong giai đoạn tiếp theo mọi người cũng phải để ý những cái cổ phiếu nó có những cái kịch bản tương tự như vậy mọi người nhá. bởi vì khi thị trường rơi xuống rơi càng mạnh thì cái cơ hội nó càng lớn đấy và hôm nay video ngày hôm nay nè, mọi người mỗi người tặng em một like em sẽ làm một cái video ngắn ngay tại bây giờ em sẽ chia sẻ cho nhà đầu tư cái cách chọn cổ phiếu trong cái bối cảnh thời điểm hiện tại để giúp cho anh chị nhìn ra được những cái cổ phiếu mạnh nhất trong giai đoạn sắp tới đấy mọi người cho em một like nhé và một comment luôn để em chia sẻ cho nhà đầu tư cái cách chọn cổ phiếu mà em có chia sẻ trong trong hệ thống khách hàng mấy ngày hôm nay để giúp cho nhà đầu tư nhìn ra được những cái cổ phiếu tốt nhất trong cái giai đoạn hiện tại đầu tiên á, để chọn một cái cổ phiếu thời điểm hiện tại ví dụ như hôm nay có rất nhiều anh chị hỏi em về những cái cổ phiếu như là BC1 này BC1 này, nó tăng ở phía trên, có nghĩa là đang ở phía trên của thị trường, đúng không? Giao động ở phía trên. Hay là những cái cổ phiếu như ANV này, những cái cổ phiếu nó ở phía trên của thị trường thì mọi người hỏi em là những cái cổ phiếu này Nó có phải là những cái thằng dẫn đầu, những cái thằng mạnh nhất hay không? Câu trả lời của em là chưa chưa biết được. Đấy, bởi vì á, anh chị nhớ là có hai cái dạng cổ phiếu nó mang tính chất là mạnh hơn thị trường trong từng cái bối cảnh. Ví dụ như bối cảnh chu kỳ trước đi, nó có hai dạng em chia cho. Bất kỳ những cái nhịp điều chỉnh nào của thị trường có hai dạng mạnh hơn thị trường. Dạng thứ nhất. Ví dụ như là những cái nhịp điều chỉnh này này, những cái cú rơi như thế này này thì chúng ta bắt buộc anh chị phải ưu tiên số 1 cho em. Giả sử như đây là một cái vùng rơi, ưu tiên số 1 cho em. À đâu, đây là một cái vùng rơi chứ. Cả một cái vùng rơi như thế nào này này cú rơi này sau cú rơi này mọi người phải ưu tiên giúp em những cái cổ phiếu nào nó vượt được đỉnh 52 tuần của đó Đấy, những cái cổ phiếu nào vượt đỉnh 52 tuần rồi và nó tạo ra những cái vùng nền siết chặt phía trên mới là chẳng á ví dụ thời điểm làm đánh DGW này đấy những cổ phiếu nào vượt đỉnh thời đại nha cổ phiếu nào đang nằm ở đỉnh thời đại của nó này và bắt đầu nó bứt thoát vượt đỉnh thời đại thì nó vào cái sóng thì lúc này những cổ phiếu này là mạnh nhất rồi tiếp theo này em sẽ chỉ cho anh chị những cái cổ phiếu thời điểm đó này này ví dụ như thời điểm mà gần nhất đi, đây ví dụ cái thời điểm mà khi thị trường nó rơi xuống mạnh như thế này này, mọi người bắt buộc phải nhìn giúp em những cái cổ phiếu nào nó ở phía trên, ví dụ như là HAH, đấy, ví dụ thời điểm đó mọi người thấy không? Cổ phiếu HAH nó ở phía trên, nó ở đỉnh mọi thời đại gọi là thuộc về những cái cổ phiếu mang tính chất tăng trưởng trên thị trường và những cái cổ phiếu tăng trưởng trên thị trường thì mọi người nên chọn những cái cổ phiếu như thế nào anh chị? Đó chính là những cái cổ phiếu khi thị trường chung điều chỉnh nó không giảm mới là chân ái hiện tại thì em nói thiệt với nhà đầu tư là chả có con nào đấy em không thấy con nào cả bởi vì đa phần các cổ phiếu nó đều nằm ở phía, phía dưới đáy anh à, nhầm phía dưới đỉnh đỉnh mọi thời đại của nó đều nằm dưới hết và rất ít những cái cổ phiếu nó vượt đỉnh và nó tạo được cái những cái mô hình nền trong nền như thế này không có nên là cái dạng thứ hai mà anh chị cần lưu ý sau những cái cú điều chỉnh mạnh này bởi vì những cái thị trường này nè là nó kiến tạo ra những cái dạng cổ phiếu ví dụ như là cái thị trường nó điều chỉnh thấp đi thị trường nó điều chỉnh điều chỉnh ít như thế này nè khi thị trường nó điều chỉnh ít VN Index nè Khi thị trường nó điều chỉnh ít mà không tạo ra những cái biến động lớn á, Thì mọi người phải chú ý giúp em Những cái dạng cấu trúc về nền phẳng Ví dụ như là thời điểm nó có những con như là DTD nè Nó tạo ra những cái vùng nền phẳng phía trên Trong cái bối cảnh thị trường không biến động lớn Nhưng mà bối cảnh thị trường thời điểm hiện tại Là một cái thị trường nó biến động rất là lớn Đấy, khi mà thị trường nó biến động lớn như thế này nè cái việc chọn cổ phiếu của chúng ta nó sẽ gay gắt hơn đặc biệt là chọn những cái cổ phiếu mạnh nhất trên thị trường và góc nhìn nó cũng sẽ thay đổi và với những cái dạng biến động lớn này nè chỉ có hai dạng anh chị được chọn dạng đầu tiên em vừa mới chia sẻ đó chính là cái dạng vượt đỉnh mọi thời đại và tạo ra những cái dạng cấu trúc nền phẳng phía trên đó là dạng đầu tiên những cái dạng đó sẽ là những cái cổ phiếu mạnh nhất trên thị trường trong cái bối cảnh khi thị trường nó quay đầu tăng lại nhưng mà thời điểm hiện tại nó không có hay là em sẽ chứng minh cho chị cái dạng đó ở trong cái chu kỳ trước này nè khi mà em đánh những cái cổ phiếu ví dụ thị trường rơi rất là lớn nè thì những cái dạng ví dụ thời điểm đó em đánh con gì Ss nè s nè mọi người thấy gì không nó vượt đỉnh 52 tuần nó vượt đỉnh thời đại của nó và nó bước vào một cái chu kỳ tăng ở trong cái góc độ là tạo ra những cái dạng cấu trúc về nền phẳng gần như khi thị trường chung điều chỉnh nó không chỉnh và khi thị trường chung nó rơi thì những cái cổ phiếu này nó tăng tốc đó là cái cấu trúc để anh chị nhìn ra những cái cổ phiếu hàng đầu thị trường tuy nhiên thời điểm hiện tại không có nó thẳng vậy luôn cho nha rồi cái trường hợp thứ hai khi thị trường biến động lớn như vậy anh chị phải chọn cấu trúc như thế nào thì em xin thông báo với nhà đầu tư luôn khi mà chúng ta không có những cái cổ phiếu vượt đỉnh mọi thời đại mọi người chỉ bắt buộc phải chọn những cái cổ phiếu nó cùng cái sự biến động với thị trường vì sao lại như vậy cả nhà bởi vì những cái cổ phiếu mà vượt đỉnh mọi thời đại và nó sẵn sàng một cái chu kỳ chạy mới rồi á Thì thường nó ít bị tác động bởi cái chỉ số chung của thị trường Mà nó chủ yếu nó tác động bởi cái cấu trúc cơ bản doanh nghiệp Bởi cái sự tăng trưởng và cái sự kỳ vọng lớn của cái cổ phiếu đó Nên nó mới tạo ra được những cái cấu trúc về nền tảng giá phía trên Ví dụ như hồi xưa có cái cổ phiếu về PHR Trong cái chu kỳ mà thị trường năm 2019 khi mà nó đau như thế này nè Mọi người thấy không? khi thị trường nó đau rất là mạnh như thế này thì chỉ có những cái cổ phiếu này nó mới giữ được giá phía trên thôi và nó thường lên trước khi thị trường chung điều chỉnh. Điều chỉnh xong. Bởi vì sao? Bởi vì nó đã vượt được cái đỉnh thời đại rồi và nó không còn phụ thuộc vào những cái yếu tố thị trường chung mà nó bước vào những cái giai đoạn tăng trưởng giai đoạn bản lề của nó thì lúc này chúng ta có quyền mua trước. Còn cái trường hợp mà thị trường nó biến động lớn như thế này mà mọi người đòi những cái cổ phiếu nó ở phía dưới đỉnh giả sử như cổ phiếu um, PC1 đi, em chỉ cho anh chị này. Mọi người hình nhìn thấy cái vấn đề gì là những cái cổ phiếu này Giả sử như cái thị trường này nó biến động rất lớn Cổ phiếu này đang cố giữ giá ở vùng phía trên này Em không nói nó nó xấu nó rủi ro nha Nhưng mà khi nó giữ giá ở đây này Thì có một cái lượng cung tiềm năng nó rất lớn ở phía bên này Mọi người hình dung không? Nên cái vấn đề những cái cổ phiếu này giữ giá trong cái bối cảnh hiện tại Chưa chắc nó đã là tốt Nó cần thời gian để kiểm chứng Đấy Còn nếu trường hợp mà cổ phiếu PC1 mà nó giữ giá được ở đây nè Mà nó ở phía trên đây nè thì cuộc chơi nó khác nó ở đỉnh thời đại nó khác thì những cổ phiếu này sẽ là những cái ưu tiên số 1 trong cái giai đoạn mà anh chị giải ngân vào thị trường còn trong cái bối cảnh mà thị trường rơi thôi này anh chị phải chọn những cái cổ phiếu đồng pha với thị trường đầu tiên phải chọn những cái cổ phiếu nào nó có những cái dấu hiệu về tích lũy em lấy ví dụ cho anh chị về những cái cổ phiếu như FTS giai đoạn vừa rồi mà em chọn cho nhà đầu tư này đấy mọi người nhìn này. đầu tiên khi mà thị trường chung rơi biến động mạnh rơi xuống mạnh này mọi người nên chọn những cái cổ phiếu có biến động chung với thị trường khi thị trường chung rơi nó phải bước vào cái nhịp điều chỉnh và cái nhịp điều chỉnh này thường là cái nhịp điều chỉnh kết thúc của một cái giai đoạn tích lũy khi mà trước đó cổ phiếu này nó tạo ra được một cái dạng cấu trúc về nền trồng nền hướng lên đúng không những cái dạng cấu trúc về nền trồng nền hướng lên như thế này, này thì đây gọi là những cái dạng trạng thái về tích lũy của cổ phiếu đấy tích lũy là gì là giai đoạn cổ phiếu đi ngang hấp thụ lượng cung và đến kiệt về khối lượng trước khi mà xảy ra những cái biến động lớn của thị trường và nó xảy ra quá trình rũ bỏ em lấy ví dụ cho nhà đầu tư trong cái chu kỳ trước có những cổ phiếu như là DGC này mọi người nhìn này DGC này chu kỳ trước có những cổ phiếu như DGC khi thị trường chung á nó xảy ra một cái quá trình điều chỉnh rất là lớn thì cổ phiếu này nó xảy ra một cái cú rũ đấy mọi người nhìn này trong một cái cấu trúc về nền chung nền nó xảy ra một cái cú rũ thì mọi người phải biết được là gì cổ phiếu này à nó cũng có biến động và nó cũng điều chỉnh và nó điều chỉnh chung nhịp với thị trường sau một quá trình tích lũy và đây là cái pha điều chỉnh cuối cùng của cổ phiếu trước khi đi lên đúng không hay là trong cái giai đoạn trước đó sau đó nữa nè thì cổ phiếu này nó cũng tạo ra những cái cấu trúc về nền trung nền và nó nhờ những cái biến động lớn của thị trường nó loại bỏ nhà đầu tư này là nè khi thị trường chung rơi nó rơi theo này trước khi mà nó bắt đầu nó xuất phát một cái chu kỳ tăng mới đó gọi là chọn đầu tiên gọi là chọn hàng có tích lũy chung với thị trường đặc biệt là những cái cấu trúc về tích lũy hướng lên tích lũy ở phía trên thứ hai là gì điều kiện thứ hai anh chị cần chọn đó chính là cổ phiếu này nó phải kiệt về thanh khoản nhớ kỹ giúp em này không kiệt về thanh khoản chúng ta không chơi ở đây cũng tương tự như vậy nè mọi người thấy gì không trước khi đi đi lên gần như cái thanh khoản nó bị kiệt quệ hay là cổ phiếu fts vừa rồi em vì sao em cho nhà đầu tư mua cả nhà bởi vì đơn giản là gì là nó kiệt về khối lượng cái đó rất là quan trọng bởi vì nó cần làm một cái bước nữa gọi là bước kiểm tra cung cầu trước khi nó đánh cổ phiếu. Kiệt về khối lượng thì nó mới đánh. Nó đơn giản như vậy thôi bởi vì trong sau một quá trình rơi như vậy này thì lượng cung nó bán là rất là mạnh, lượng cung cực kỳ lớn. Vậy thì những cái cổ phiếu nó được thu gom lượng cung thì dần tới nó làm gì còn lượng cung nữa mà nó bán ra. Nên nó kịch cung là điều gần như đương nhiên. Hiểu không cả nhà? Nhưng mà những cái cổ phiếu mà nó không kịch cung á, nó có vấn đề. Nó có vấn đề. Đấy nên là mọi người lưu ý giúp em cách chọn cổ phiếu như vậy Ví dụ như là những cái cổ phiếu như PC1 em vừa mới lấy Ví dụ anh chị này Nó thiếu đi một cái tiêu chí rất quan trọng Đó chính là kiệt về khối lượng Những cái cổ phiếu khi thị trường rủ xuống như thế này nè Thì gần như nếu tổ chức người ta thu gom rồi Người ta gì Người ta không bán ra nữa Thì lấy đâu mà lượng cung nó to như thế này Đấy đúng xa chưa biết nhưng mà nó không thuộc về những cái tiêu chí và chúng ta phải chờ đợi cái giai đoạn gì giai đoạn nó tích lũy trở lại nó hấp thụ lượng cung đến kiệt khối lượng thì lúc đó mọi người mới có thể tham gia được cái vấn đề thứ hai mà em chia sẻ cho nhà đầu tư đó chính là cái việc khi thị trường chung nó rơi như thế này và cổ phiếu nó cũng phải nằm trong pha giảm mà anh chị phải chọn á thì buộc nó phải tạo đáy chung với thị trường. Tạo đáy chung với thị trường, em lấy ví dụ cho nhà đầu tư này Thời điểm mà thị trường nó rơi ở trong cái chu kỳ trước nè, nói để mọi người có cách chọn cổ phiếu nha video hôm nay thì em không đưa ra các cổ phiếu cho anh chị lựa chọn bởi vì thời điểm chín mùi nó chưa tới buổi sau thời điểm chín mùi tới em sẽ tổ chức một cái buổi đào tạo cho hệ thống khách hàng để mọi người nhìn thấy những cái cổ phiếu và những cái con đại sóng trong giai đoạn tiếp theo còn thời điểm hiện tại nó chưa chín mùi bởi vì cái kiệt về khối lượng nó chưa xảy ra và các cổ phiếu nó chưa sẵn sàng để bước vào một cái nhịp tăng mới ví dụ sau một cái nhịp rơi như thế này nè mọi người để ý nè phải có những cái cổ anh chị phải chọn được những cái cổ phiếu nó tạo đáy với thị trường đây nè một cái pha rơi thị trường rơi cổ phiếu này cũng phải rơi bởi vì sao? Bởi vì sao cả nhà? Bởi vì nó không thuộc cái trường hợp số 1 là cái trường hợp ở đỉnh mọi thời đại, đúng không? Mà nó thuộc cái trường hợp nó đang tích lũy. Thì khi thị trường chung rơi nó rơi là bình thường. Và khi thị trường chung có những cái dấu hiệu tạo đáy, những cổ phiếu này phải là thằng tạo đáy. Phải là thằng tạo đáy. Đây nè. Hình dung không? Nó tạo ra một cái vùng đáy nè, nó dao động như thế nào chúng ta không quan tâm. Nó có thể lên xuống này rơi nè, 3% nè, hồi lên rơi xuống hồi lên, thậm chí phiên này nó rơi sàn nè. Nhiều người hô bull trap nhưng thời điểm đó em không hô bull trap. Em đánh sóng bất động sản mà hô gì anh chị? Mình chỉ biết là nó tạo ra được một cái vùng đáy. Vùng đáy chung với thị trường. Ví dụ ở đây thị trường nó tạo được cái vùng đáy nè. Thì cổ phiếu nó cũng phải sẽ tạo được cái vùng đáy chung với thị trường. Nhớ cho cả nhà, gọi là đồng pha với thị trường và nó sẽ có những yếu tố về lên trước khi thị trường chung lên. Ví dụ ở đây nè, cổ phiếu nó bắt đầu nó xác nhận đáy nè xác nhận đáy ở đây nè nhưng mà lúc đó thời điểm đó thị trường nó đã xác nhận đáy chưa cả nhà gần như là chưa xuất khi yếu tố xác nhận đáy mà sau đó khoảng một hai ba bốn năm phiên thứ sáu thị trường xác nhận đáy có nghĩa là sáu phiên sau thị trường nó mới xác nhận đáy thì lúc này mọi người phải nhìn thấy được một cái yếu tố nữa đó chính là anh chị phải chọn được những cái cổ phiếu nào nó tạo đáy và nó kéo cái thị trường đi lên hình dung không ví dụ như giả sử thời điểm đó thị trường nó chưa tạo đáy chúng ta chưa biết được thị trường nó lên hay xuống chúng ta chỉ thấy được một vài cổ phiếu nó tạo đáy thôi thì chưa có cơ sở để khẳng định là ở à, con nào mạnh hơn thị trường nhưng khi thị trường chung nó xác nhận đáy ở đây thì bắt buộc mọi người phải tìm giúp em những cái cổ phiếu nào nó đã tạo đáy trước thị trường có nghĩa là khi nó đã xảy ra rồi thì mọi người bắt đầu nhìn lại để tìm cổ phiếu mạnh hơn thị trường vì sao cả nhà ví dụ thời điểm đó khi thị trường nó xác nhận ở đây nè xác nhận ở đây nè thì những cổ phiếu như DG nó đã lên tới đây rồi nghĩa là gì nghĩa là nó mạnh hơn thị trường một bậc ở đây thấy chưa nó mạnh hơn thị trường nó tạo đáy ở đây này và cái giai đoạn tạo đáy này của cổ phiếu này nó kéo cái thị trường đi lên dẫn đến thị trường cũng tạo đáy luôn ở đây ở phiên bùng nổ này đấy thì lúc này mọi người có quyền mua ở đây này mua vào đây cho em hoặc nếu chậm hơn mọi người mua ở đây cho em không vấn đề gì hết không nhất thiết là phải mua ở đây bởi vì sao cả nhà bởi vì có nhiều trường hợp á, em lấy ví dụ cho anh chị nè. Ví dụ như là cái phiên này khi thị trường chung á cổ đây là cái thị trường nếu mà không xảy ra một cái cú bull trap này, này thì mọi người có biết được cái vấn đề là cổ phiếu này nó đã tạo đáy xong hay chưa hay không. Nó thì với anh chị là em không biết. Và cái sau cái phiên này nè, thị trường nó không lên. Nghĩa là gì? Là phiên này có thể là phiên bull trap của cổ phiếu hoặc là thị trường chung, đúng không? Nhưng cái vấn đề chúng ta cần tìm kiếm là tìm kiếm những cái siêu phẩm những cái cổ phiếu siêu cổ phiếu cho cái chu kỳ tiếp theo thì mọi người phải tìm được giúp em những cái cổ phiếu nào nó đóng vai trò là leader giống như một cái con sói đầu đàn nó dẫn đường cho cả thị trường đi lên vậy thì mọi người đâu có cần phải là người dẫn đường mọi người chỉ cần nhìn theo đàn sói đúng không đàn sói nó đã đi lên rồi nhìn thấy cái thị trường nó đã đi lên nó có xác nhận đi lên rồi mọi người tìm con dẫn đầu cho em ở đây không cần tìm kệ nó nó lên kệ nó mua chậm tí nó làm gì ghê nhưng mà một khi á, thị trường nó được xác nhận ở đây nè thì mọi người phải tìm được những cái cổ phiếu và những cái thằng nào nó mạnh hơn thị trường nó kéo thị trường đi lên ví dụ mọi người nhìn thấy con này múc con này bởi vì nó đã tạo đáy trước thị trường rồi, đi lên rồi chứng tỏ nó là cái thằng kéo thị trường đi lên nó giống như thế này nè cả nhà mọi người biết vì sao hồi giai đoạn vừa rồi em chọn cho nhà đầu tư cái dòng chứng khoán để đánh không đơn giản vì cái dòng đó nó mạnh hơn thị trường vậy thôi ví dụ như thị trường nó còn loanh quanh ở vùng đáy nè đấy khi thị trường nó xác nhận tạo đáy ở đây đúng không xác nhận tạo đáy ở đây đây nè thì mọi người sẽ nhìn thấy có rất nhiều những cái cổ phiếu nó đã tạo đáy trước nó đi lên rồi ví dụ như thời điểm đó fts nè lên trước nè thấy không nó lên trước một nhịp rồi hay SSS nè mọi người thấy gì không cái viên xác nhận của thị trường nè thì có phải là khi mà thị trường nó xác nhận đồng nghĩa với cái việc thị trường nó sẽ bước vào một cái nhịp tăng mà cái thời điểm đó em cứ mở đầu video em kêu là anh chị ơi vào sóng rồi không mọi người người có nhớ không thì có phải là những cái cổ phiếu này nó đã lên trước rồi không? Và khi nó lên trước như thế này thì khi thị trường nó đi lên đồng nghĩa với cái việc là những là những cái cổ phiếu này là những cái tác nhân chính nó kéo thị trường đi lên thì mọi người phải đánh được nó vào những cái cổ phiếu đầu đàn. Lúc đó mọi người mới tạo ra được những cái khoản lợi nhuận kết xù sau đó. Lưu ý giúp em. Đấy, đó là cái cách chọn cổ phiếu trong cái bối cảnh thời điểm hiện tại. Đó là những cái cổ phiếu tăng trước và nó kéo thị trường đi lên. Khi thị trường nó có xác nhận mọi người có thể mua vào nó. Đấy, không cần phải gì, không cần phải mua sớm đâu cả nhà Bởi vì cái chúng ta cần là một cái nhịp biến động như thế này nè Thậm chí là biến động hơn thế nữa Thậm chí là biến động hơn thế nữa Nên là mọi người mua sớm một vài hôm, một vài la trả giải quyết vấn đề gì Đặc biệt là những cái nhà đầu tư uh, bắt đáy Không giải quyết được vấn đề gì Bởi vì chúng ta chưa thể nào khẳng định cái thị trường này đã có đáy được Mà chúng ta chỉ có thể khẳng định được thị trường này có đáy Khi mà thị trường nó test xong xuôi và nó xuất hiện những cái phiên xác những đáy ở đây chả có thị trường nào đi lên mà không có phiên sắc nhận đáy và rất nhiều nhà đầu tư trên thị trường gọi đó là phiên bùng nổ theo đà mà em cũng đính chính lại luôn bùng nổ theo đà nó chỉ xuất hiện một phiên thôi nó chả có giai đoạn nào nó không có bùng nổ theo đà đâu và cái thuyết bùng nổ theo đà này là của William O'Neil ông nói sao thì mình nghe vậy bởi vì ông là người đặt tên cho cái bùng nổ theo đà mọi người có hình dung được cái tư duy đó không và chúng ta đang sử dụng cái từ bùng nổ theo đà của ông thì phải dùng lý thuyết của ông chứ không có biến thể hình dung cả nhà Đấy, vậy thì cái từ bùng nổ theo đà nó chỉ là mỗi chu kỳ uptrend thị trường nó chỉ có một phiên thôi. Đấy, chứ không phải lên trên đây đợi bùng nổ theo đà đâu, không phải. Mọi người hình dung không? Mà ở đây sẽ chờ đợi những cái phiên xác nhận tạo đáy của thị trường. Nó giống như ở đây nè. Ở đây là phiên xác nhận tạo đáy của thị trường nè. Mọi người phải đọc được. Hay là những cái vùng đây gọi là phiên xác nhận tạo đáy của thị trường nè. Đây gọi là phiên xác nhận tạo đáy của thị trường nè. Đây là phiên xác nhận tạo đáy của thị trường nè. Khi thị trường rơi xuống thì đây là phiên xác nhận tạo đáy của thị trường này. Hình dung không? Chứ không phải bất kỳ phiên nào đây. Ấy. Đây mới là tạo xác nhận. Nên là khi thị trường chung nó xuất hiện những yếu tố mà xác nhận tạo đáy như vậy. Mọi người thứ nhất, anh chị phải đánh giá được cái thằng nào đang mạnh hơn thị trường. Chứ còn mà nếu thị trường nó không có xác nhận tạo đáy thì những cái cổ phiếu mạnh hơn thị trường nó đổ sông đổ bể hết. Em lấy ví dụ. Lấy ví dụ cho nhà đầu tư để mọi người hiểu hơn. Ví dụ ở đây nè, em chỉ cho anh chị một cái giai đoạn trước đó. Mọi người nghe nếu hay cho em một like nha Đây này giả sử như khi thị trường chúng ta nó cũng rơi Và nó tạo đáy ở đây Tạo đáy ở đây đúng không Nhưng mà nó làm gì có phiên nào xác nhận đáy ở đây Không có Nhưng mà thời điểm đó có rất nhiều những cái cổ phiếu đi lên trước Ví dụ thời điểm đó là có con gì ta Vi này Nó đi lên trước Nó có xác nhận Đúng không Nhưng mà lúc đó thị trường nó chưa xác nhận tạo đáy Thì liệu cổ phiếu này có phải là đầu đàn hay không Câu trả lời là không Sau đó là này nè Cái kết là thế này nè bởi vì khi thị trường nó không xác nhận tạo đáy á, thì đây không phải là leader. Cho đến khi nào thị trường nó xác nhận tạo đáy thì đây là leader. Mọi người hình dung không? Bởi vì cái chúng ta cần á, là những cái biến động giá lớn của thị trường chung. Thị trường đào trên anh chị đòi kiếm tiền à? Không có đâu. Thị trường nó phải trên Mà trên nó phải đến từ những cái phiên xác nhận trên Chứ chả có cái thị trường nào tự nhiên không không đi lên. Nó phải có xác nhận. Và cái việc của chúng ta là phải tìm ra leader của cái thị trường đó và mua vào. Hiểu không cả nhà? Vậy thì bây giờ mọi người có thể mua cổ phiếu này Nhưng mà nếu thị trường nó không có xác nhận Thì dù cổ phiếu này nó có mặt đi chăng nữa Thị trường cũng không lên được Và nó cũng không phải là leader Hay thời điểm nó có những cái cổ phiếu như là con BID này. Mọi người nhìn này Khi thị trường chung tạo đáy thì những cái cổ phiếu này nó xác nhận đi lên Mua được không? Được Nhưng mà cái vấn đề mình phải xác định được xem Liệu cổ phiếu này nó có phải dẫn dắt cho một cái chu kỳ mới hay không? Câu trả lời là không Bởi vì thị trường nó không tạo ra chu kỳ mới Thì những cổ phiếu này không phải là leader Nhớ kỹ giúp em câu chuyện đó hiểu không? Lý lúc đó nè, khi thị trường nó không có xác nhận thì những cái cổ phiếu nào anh chị ăn ngắn rồi chạy thôi, gọi là đánh tay cộng thôi. Còn nếu mà thị trường nó xác nhận ở đây thì những cổ phiếu này nó thuộc về những cái cổ phiếu leader thị trường. Hình dung không cả nhà? Hình dung không? Đấy. Hay thời điểm nó có những con như uh, CTG này. Đấy. Khi thị trường chung tạo đáy, cổ phiếu nào tạo đáy, đáy và mạnh hơn thị trường. Nhưng câu chuyện của nó là gì? Là thị trường nó không xác nhận đáy thì những cổ phiếu này dù có mạnh hơn thị trường cũng vứt không kiếm được tiền đâu, hình dung không? nên cái mà, mà mà mọi người phải hoạt định trên thị trường nó không đơn thuần là gì, là là cái câu chuyện của cái việc uh, mua con nào đâu, mà cái việc hoạt định của anh chị là phải nhìn ra được một cái chu kỳ đủ lớn để cổ phiếu nó có dư địa nó tăng. ví dụ nhỉ em chỉ cho anh chị này, mọi người có biết tại sao á? vì sao á? hệ thống ông toàn vlog ngay cả bản thân em em cất tiền từ những cái vùng sau khi bán cắt lỗ cổ phiếu PVS và PVT ở vùng trên đây nè Em giữ tiền cho đến giai đoạn này. Mặc dù em biết được thị trường nó tạo đáy, mọi người có thể nghe lại cái video ngày ngày 11 tháng 6 năm 2022 của em ở trên kênh YouTube, mọi người sẽ biết là đây gọi là phiên tạo đáy đầu tiên. Đây là xác nhận bùng nổ theo đà nhưng mà sao? Nhưng mà em không giải ngân full vốn cho đến khi thị trường nó xuất hiện cái sóng chứng khoán ở đây nè thì em bắt đầu đánh on in full margin vào thị trường. Vì sao lại như vậy? Còn trước đó chỉ đánh 10% thôi. Bởi vì mọi người hiểu giúp em nè. Cái chúng ta cần là một cái giai đoạn tăng tốc như thế này của thị trường nè. Để làm gì cả nhà? Để cổ phiếu nó có thể đi lên. Chứ còn mà ở đây ok thị trường nó có thể phục hồi như này nhưng mà nó đi ngang cả vài tháng trời, cổ phiếu chưa chắc đã đi lên. Hay là cái vấn đề là khi thị trường nó ở đây này, nó không tạo ra sóng thì anh chị đừng mong mà anh chị kiếm được tiền cũng có đâu. Cái chúng ta cần là một cái chu kỳ sóng của thị trường. Thị trường nó phải có sóng thì anh chị mới kiếm được tiền và đây là dấu hiệu để nhận dị sóng có nghĩa là phải có cái thằng leader thị trường đi lên và anh chị đánh vào những thằng đó đó là lý do tại sao em chia sẻ nhà đầu tư và em rất tâm huyết về cái vấn đề là vì sao chu kỳ vừa rồi em cho nhà đầu tư đánh on in dòng chứng khoán ở phía dưới và không có suy nghĩ là ở à, mình phải đánh các cổ phiếu trên thị trường chỉ duy nhất tập trung dòng chứng khoán và mọi người cũng thấy là gì trải qua một chu kỳ anh chị sẽ thấy nếu mọi người không kiếm được tiền từ dòng chứng khoán thì đừng mong kiếm được tiền trên thị trường thời điểm đó đúng cả nhà cả thị trường chắc chỉ có dòng chứng khoán đi lên, chả có dòng nào đi lên nữa. Các dòng khác là đi lên được tí rồi đi lên tí rồi đúng không? Mọi người phải thừa nhận nếu thừa nhận mọi người comment giúp em đúng dưới comment để chúng ta cùng nhắc nhở nhau về cái giao đoạn tạo đáy và đi lên tiếp theo của thị trường. Video này em chia sẻ rất kỹ càng nha đấy. Còn dòng nào cổ phiếu nào phân tích ra sao thì bữa sau em sẽ có các video khác để chia sẻ cho quý anh chị nên là mọi người thấy hay mọi người cho em một like một đăng ký kênh và gì? và một comment để chúng ta cùng phát triển cộng đồng phát triển cái tư duy đấy nếu mà, mà không có cái tư duy đánh sóng ngành em nói thật với anh chị là giai đoạn vừa rồi phải trả giá đắt ngay cả bản thân hệ thống an toàn vlog ờ uh, sợ ông cả nhà sợ ôm chứng khoán khư khư mà vẫn sơ ôm những cái cổ phiếu em nói thiệt với anh chị em ôm fts nè ôm mà muốn khóc luôn rất sơ đúng không hay ôm mbs nè ôm ssi nè cực kỳ sơ nhưng mà cái bản chất của nó là gì gần như là khi thị trường chung nó rơi đào trên như thế này này những ông nào mà ôm được những cái cổ phiếu dòng chứng khoán của giống như hệ thống đó, yên tâm yên tâm nhưng mà cái vấn đề cốt lõi là hệ thống đánh gì đánh gần như on in đánh một dòng thôi một dòng duy nhất không nói nhiều đánh một dòng nó mới tạo ra cái hiệu suất cao bởi vì dòng nó mạnh hơn thị trường chúng ta tìm những cổ phiếu tốt hơn thị trường thì phải tập trung ở cái dòng đó không thể nào mà đi lang thang dòng khác được cả nhà đó là cái nguyên lý đầu tư của ông toàn vlog và mọi người phải tập trung trong cái giai đoạn tiếp theo của thị trường khi mà thị trường nó lao dốc như thế này nè để nó bắt đầu một cái giai đoạn mà tăng tốc mới thì bắt buộc phải có một cái dòng dẫn dắt mới còn không thì nó đi ngang đến khi nào chán chê thôi giống như ở đây nè làm gì có dòng nào dẫn dắt ở đây nên nó đi ngang chán chê ở đây cũng tương tự như vậy nếu không có dòng dẫn dắt mới nó đi ngang chán chê cho anh chị coi nên cái vấn đề của chúng ta cần tìm là tìm một cái dòng dẫn dắt mới tìm một những cái cổ phiếu mạnh hơn thị trường và tìm một cái nhịp sóng nếu không có dòng dịch dắt không có giai đoạn tích lũy thì thị trường nó không có sóng đâu cả nhà nó có thể đi ngang cả 3 tháng 6 tháng cái đó thì em không biết lúc đó thì em nói thiệt với nhà đầu tư không có nhu cầu kiếm tiền chúng ta kiếm tiền từ những cái biến động lớn của thị trường bởi vì bản chất của thị trường này nó không tạo ra giá trị nó không tạo ra giá trị thẳng dư mà nó chỉ là gì nó chỉ là một cái kênh thôi anh chị cái giá trị của nó, nó đến từ cái phần ăn chân lệch giá của nhà đầu tư như thế này nè, nó đến từ quy luật cung cầu này. Giá lên thì mọi người ăn nè, giá xuống mọi người thua nè. Đấy nên là cái chúng ta cần là một cái nhịp tăng giá của thị trường để lúc đó là gì cái xác suất ăn của chị cao. Đó là lý do mà tại sao đau trên là em nghĩ em cất tiền. Đúng không? Bởi vì lúc đó biến động giá đi xuống mọi người mua cổ phiếu thì có phải là chết không? Đấy, nên là mọi người phải hiểu cái bản chất của thị trường để từ đó mình có góc nhìn mình cần cái gì. Ví dụ như em nói thẳng với anh chị em cần một cái nhịp tăng của thị trường. Nếu thị trường không có nhịp tăng em không có nhu cầu kiếm tiền Vậy thì để có nhịp tăng này thì cần cái gì? Cần cái gì? Cần một cái ngành đi lên nó kéo cái thị trường đi lên Cần những cái cổ phiếu leader nó kéo thị trường đi lên Bởi vì những cái ngành đi lên Cổ phiếu leader nó là cái thằng Tăng giá Mà cái tăng giá như vậy thì nó mới tạo ra cái chỉ số tăng giá Đúng không? Thì thị trường nó mới gọi là trên Chu kỳ nào cũng sẽ có những cổ phiếu leader và nhóm ngành leader Thì lúc đó nó mới tạo ra sóng Còn không có thì vứt Ví dụ như là chu kỳ này này vì sao thời điểm đó em khăng khăng khẳng định với anh chị là thị trường nó sẽ uptrend đơn giản vì thời điểm nó dòng bất động sản leader nói vậy thôi cho mọi người hình dung hay là những cái thị trường này vì sao khi thị trường chung nó rơi như thế nay mà em vẫn khẳng định nó sẽ lên bởi vì thời điểm đó hả em nói thật với nhà đầu tư mọi người nhìn dòng chứng khoán anh chị mất hồn luôn mọi người nhìn bán lẻ mọi người mất hồn luôn mọi người nhìn bất động sản mất hồn luôn các cổ phiếu đều có xu hướng leader hết khu công nghiệp lên trước đúng không hay là những cái cú rơi thị trường như thế nào là vì sao em vẫn đánh em vẫn tự tin là thị trường lên tiếp bởi vì thời điểm nó có ngàn leader đi lên mọi người nhìn nè lý vị bắp bắn thì đó nè mọi người thấy gì không sau đó nè ngàn leader đi lên nằm mầm ftb thời điểm đó nè anh chị thấy gì không một quá trình tích lũy vậy thì lấy gì mà thị trường rơi đó là nguyên lý của chúng ta cần trên thị trường rồi thôi cái video chúng ta kết thúc tại đây và mọi người lưu ý giúp em thị trường thời điểm hiện tại là một cái thị trường tết đáy rất là tốt tuy nhiên là cái quá trình tết đáy này em nghĩ nó sẽ kéo dài á, chứ không phải là một hai hôm đâu nên là mọi người chịu khó một tí đúng không rồi chúc cả nhà một cái tuần giao dịch thật là hiệu quả và mọi người hãy lục tìm những cái tiêu chí trọng cổ phiếu mà em vừa mới chia sẻ cho anh chị nhá rồi em xin chào tạm biệt